Cũng trong chiều nay, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh thu hút 40 triệu lượt khách, doanh thu ngành có mức tăng trưởng ấn tượng, đóng góp khoảng 10% vào trong cơ cấu GRDP của thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh được công nhận điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á, điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á, nằm trong top 100 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2023. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đến thành phố mặc dù có tăng trưởng mạnh so với năm 2022, song chỉ mới phục hồi khoảng 60% so với năm 2019, trong khi tỷ lệ này của cả nước là 70%. Rất mong là ngành du lịch thành phố, hiệp hội và các đơn vị chúng ta cũng mổ xẻ đánh giá thêm. Thành quả của năm 2023 đó là nguyên nhân ở đâu? Có phải chăng là những câu chuyện chúng ta thấy trên cái đoạn video clip, qua báo cáo, qua lao động của đội ngũ làm ngành du lịch của chúng ta, hay là còn nguyên nhân nào khác để giúp cho ngành du lịch thành phố chúng ta phát triển? Năm 2024 trước dự báo còn nhiều thách thức, các tham luận tại hội nghị cho rằng để du lịch là động lực tăng trưởng cho kinh tế thành phố, ngành du lịch cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030, chủ động tích hợp các yêu cầu phát triển du lịch trong quy hoạch chung của thành phố. Về phía doanh nghiệp cần tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phát triển các sản phẩm du lịch mới phù hợp với tâm lý thị hiếu của khách du lịch.